Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần lesson 3 của quyển sách SQL Server 2012 Two Storage Analytics by Multidimensional Model. Thì đầu tiên là cái phần đầu tiên của lesson 3 sẽ là Modify Measure. Thì đầu tiên là cái tab Measure thì ta sẽ expand cái Internet Cell này và Property cho nó, formatting cho nó là cái kiểu thăng phải thăng này. Thì mình sẽ vô cái phần cuber này. Thì ở cái phần Measure này thì chúng ta sẽ expand cái Internet Cell này ra. Click chuột phải vào Order Quality này, chọn Property. Thì ngay ở cái phần Format String này chúng ta sẽ chọn cho nó là thăng phải thăng đây, kiểu này. Sau đó là ở phần toolbar Kubernetes tab này chúng ta sẽ click vào cái show grid này. Thì đây ở phần toolbar này chúng ta sẽ chọn click vào cái show grid này. Thì ở trong này thì nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta một cái giao diện mới là cái gồm có các field code name, Visual Group Data Type với lại Orientation. Thì chúng ta sẽ giữ control chuột và chọn các cái field sau là unit right, đây mình sẽ chọn thứ tự đây right, rồi stand amount unit right this stand amount is decal amount product center cost charge of product cost save mail tag amt. Đây sau khi chúng ta click vào đây chúng ta sẽ click vào chuột phải vào drop tick nó, chúng ta sẽ chọn cho nó là formatting cho cái này là currency, chúng ta sẽ chọn nó là currency đây ok. Tiếp theo thì đến cái cột miss cái field là unit price discount này, chúng ta sẽ chọn property và chọn cho cái kiểu person này trong cái formatting này. Đây để như thao tác thì cái phần unit price này thì ở ngay cái phần cái cửa sổ property này thì chúng ta sẽ chọn formatting cho nó là cái kiểu currency đây. À không, kiểu person chứ. Person. Person. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổi tên cho các cột sau. Là trong cái unit price này, discount này chúng ta sẽ đổi tên cho nó thành là unit price discount person A này. Chúng ta sẽ đổi tên cho nó. Mình copy luôn cái tên này. Vào trong cái này. Ở cái cột name này thì chúng ta sẽ đổi tên cho nó. Đó. Cần cho cell lại. Sau đó chúng ta sẽ click vô cái show me search tree này để về lại cái Q ở trên cái Kubernetes này và save all lại. Đấy, chúng ta click vô cái show me này rồi chúng ta sẽ ôn lại file sẽ ôn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ modify the custom dimension. Đầu tiên là chúng ta đổi tên cho các thuộc tính ở trong dimension. Đầu trong cái dimension này chúng ta sẽ click double chuột vào cái bảng chiều customer này thì chúng ta sẽ đổi tên cho một cái các cái tên cho các cái field này đầu tiên là mình sẽ đổi tên cho cái field là English Country Reason Name này, đổi tên thành cái Country Reason này. Đây mình sẽ copy cái tên này lại. Rồi mình sẽ đổi tên cho cái này. Đây,
click cho phải một cái click country region name này, rename và đổi tên cho nó. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổi tên thứ tự cho các cột sau. Với English Education thì sẽ đổi tên thành Education. Mình sẽ copy các cái tên mới này lại và dán sang bên kia. English Education. Đây. Rename nó. English Occupation. Rename. Ok. Sau đó tiếp đó chúng ta sell lại, ôn lại, sell lại, sell lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái hai tree này, hai tree. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ kéo cái cột country region ở cái Archimbo này sẽ vô cái hai tree pen này. Và mình sẽ kéo vô Consideration này, mình sẽ kéo vào cái hai pen này. Thì đây như các bạn nên nó hiển thị lên ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ kéo cái field state in province này vô cái hierarchy này, nhưng mà ở cái phía dưới cái thuộc tính mình vừa kéo vô ở cái phần new level thì mình sẽ làm như thế này. Đây phần Stable. Đây Stable đây, mình sẽ kéo vô. Mình kéo vô thả vào cái chỗ phần new level ngay ở giữa hai RC này như các bạn đã thấy đó. Nó sẽ hiển thị theo mức là 1 2 đây. 1.2 chấm đây. Tiếp tục chúng ta sẽ kéo tiếp cái phần city này vô. Phần new level. Đây chúng ta sẽ kéo phần city này vô. New level đây, đây thả vô đây thì nó các bạn thấy là 1 2 3 nó hiển thị này. Sau đó chúng ta sẽ rename cái hierarchy này, rename cái table trong hierarchy này thành là tên còn mới của nó là custom geography. Mình sẽ copy cái tên này lại, click chuột phải vô đây, rename cái này lại, đổi tên nó thành custom geography, enter. Rồi sau đó các bạn file save lại để hoàn thành cái thao tác tạo mới cái hierarchy này. Tiếp theo là chúng ta sẽ adding a name Kailusan là chúng đầu tiên chúng ta sẽ double click chuột vô cái data studio trong cái solution import, xong đó chúng ta sẽ click chuột phải vô customer và view name Kailusan. Đây như mình làm đây, data studio đây. Data studio. Xong cái bảng customer này mình sẽ click chuột phải vào new name Kaggle ở đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ gõ tên copy cái tên này cho nó ở trong cái cột này, người ta nói là sẽ đưa cái cột full name vô. Full name, gõ cái kiểu full name này vô trong cái column name đó, mình sẽ copy và paste vào đây. Tiếp theo là cái cột ở cái statement in the expression này. Expression này thì mình sẽ có copy cái đoạn code này vô. Đó, copy. Và thả vô cái đoạn code này. Control. Ok. Thì như các bạn đã thấy là trong bảng customer này thì cái mình vừa tạo vừa là full name nó đã hiển thị ngay ở đây rồi. Sau rồi chúng ta sell nó lại. File sell all. Xong chúng ta bây giờ sẽ sâu cơ sở dữ liệu lên bằng cách là click chuột phải vào đây, explore data. Thì cái phần là cái full name dưới này là nó sẽ lấy hết giá trị của first name, mid name,
Rồi last name hiển thị hết ở đây trong một cái cột cho chúng ta đã thấy. Tiếp theo là chúng ta đến phần using the name calculation for memo name. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chuyển qua cái dimension design của cái customer dimension này. Chúng ta sẽ tắt cái này đi. Tiếp theo ở phần dimension này chúng ta sẽ double click chuột vào customer dim này. Thì ở phần customer key name thì ở phần customer key này chúng ta sẽ click double chuột vào đây. Thì cái property của custom key nó sẽ hiển thị đây, chúng ta sẽ đổi tên cho nó. Chúng ta sẽ đổi tên cho nó là kiểu là full name. Mình sẽ copy đây. Dán vào đây. Ok. Sau đó chúng ta sẽ click vào name column và chọn cái bút tông này để thay đổi cái giá trị trong cái name column này. Kéo xuống vào name column này. Đây mình chọn cái mũi tên này đây. Thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái bảng như thế này. Sau đó rồi thì chúng ta sẽ select full name. Chúng ta sẽ chọn cái full name này. Chọn cái full name này. Đây, mình sẽ chọn đây. Ok. Thì trong cái name column này nó đã được thay đổi giá trị trong này. Xong rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ kéo thì chúng ta sẽ kéo cái full name từ cái attribute này sang cái new level mới của cái hierarchy này. Nhưng mình sẽ làm đây là tiếp sẽ cái full name khi độ thay đổi xong nó sẽ là ở đây. Sau mình sẽ kéo cái full name direct từ cái attribute này, customer này, kéo qua cái hierarchy là new level mới này. Rồi chúng ta file xéo lại. Tiếp theo là chúng ta sẽ define display folder cho các thuộc tính. Là ở trong các cái thuộc tính structure của custom dimension này mình sẽ control, giữ control và click chọn các cái fields này. Và thay đổi cái thuộc tính attribute hierarchy display folder này bằng cái kiểu là location. Đây, mình sẽ copy cái này trước trong cái phần attribute này. Attribute này thì mình sẽ chọn là city, country, region, postcode, country, region, postcode, state, province. Thì ở cái phía này thì mình cái phần attribute hierarchy display folder này thì mình sẽ điền cho nó là cái location này. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái thuộc tính là đây. Sau rồi đến cái bảng à, đến cái pen hierarchy này chúng ta sẽ click chuột vào customer geography. Trong cái thuộc tính thì chúng ta sẽ đổi cái display folder property này thành location. Như mình sẽ làm đây, mình click double chuột vào cái này. Xong mình sẽ display folder sẽ bằng location. Đây, ok. Tiếp theo là đến phần một số cái cột khác, field khác này chúng ta sẽ tương tự làm như vậy, thay đổi cái property này thành cái demographic này, Đây. Mình sẽ giữ control và click các cái field này. Commute distance, education,
Send the how out flag marital status number card out number children at home occupation social children yearly income. Đây các bạn cũng click chuột phải vào đây cái phần Displayer này, chúng ta sẽ gõ cho nó kiểu demographic này. Ok, tiếp theo là còn hai cái field này là email address phone, thì mình sẽ thay đổi cái display for cho nó thành contact. Mình cũng làm tương tự như các cột trên thôi. Email address phone, chúng ta sẽ thay vào đây cho nó là phần contact. Ok, sao lại tiếp theo đến phần refining composite cây column này, thì đầu tiên chúng ta sẽ mở ra cái dimension chất trong cái custom dimension này. Đây custom dimension chúng ta sẽ thay đổi cái cây column, cái thuộc các cái cuộc thuộc tính cây column với lại name column trong cái thuộc tính của city này. Đầu tiên mình sẽ kích vào cái field city này, xong mình sẽ kéo xuống cái phần name column với cây column của nó để mình thay đổi một số thông tin. Đây phần name column với cây column đây. Đầu tiên là ở phần cây column, cây column đây, cây column như các bạn đã thấy nó nằm ở đây, thì mình sẽ click vào đây, click vào mũi tên ba chấm này, click vào cái ô vuông ba chấm này, click vào đây, thì trong này mình sẽ chọn là mình sẽ chọn cái cột là stable bin name. Đây như các bạn thấy mình đã chọn cái cột stable bin name này, mình ấn vào cái mũi tên sang bên phía bên phải này, mũi tên phía sang bên phải. Ok rồi, ok. Tiếp theo là đến cái name column này, thì các bạn sẽ chọn cái name column trong cái dashboard này, nếu các bạn nên chọn city. Mình kéo xuống phần name column đây, mình chọn đây, xong mình sẽ chọn là phần city đây. Ok, xong ta sẽ ôn lại file sẽ ôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần to define composite cây column for the state province attribute này. Chúng ta sẽ làm tương tự như cái mấy cái cột ở trên, làm tương tự như trên với cái thuộc tính state province này. Mình sẽ click vào cái cột là stable bin ở đây, rồi mình sẽ kéo đến cái cột cây column nằm đây, ấn vào cái ô vuông này, thì trong cái ô vuông trong cái available column này chúng ta sẽ chọn cái field là chúng ta sẽ chọn field là English country region name. Đây mình sẽ chọn English country region name đây, ấn mũi tên qua đây, sau đó là ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét cái giá trị cho cái name column này, sau đó chúng ta sẽ select cái cột là stable bin name. Đây cái phần name column đây, mình sẽ chọn nó là stable bin name đây. Ok, theo
Vậy là chúng ta đã định nghĩa xong cái thuộc tính attribute ở cái field stable view này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần defining attribute relationship này. Đây, ở phần attribute relationship là chúng ta sẽ click sang cái tab kia ở trên này. Đây là dimension struct. Còn đây là attribute relationship, chúng mình sẽ click vào đây. Rồi chúng ta sẽ ở cái đây là nó sẽ có các ba cái field, từ cái field full name này nó sẽ ra các cái field này. Country, region, state, province, city. Thì chúng ta sẽ click chuột phải vào city này, new attribute relationship. Và ở cái suit attribute này chúng ta sẽ chọn là city, còn cái relation attribute sẽ chọn state province. Đây là city, còn đây cái phần là relation là mình sẽ chọn province, state province đây. Ok. Mình sẽ prototype lại cái này cái. Tiếp theo là có phần cái phần state province, chúng ta cũng làm tương tự, click chuột phải vô renew receipt state province là con đây, state phải vô new state province là con, mình sẽ chọn đây là con series đó, con series đây. Và ở cái phần relationship chúng ta chọn Regis. Ok. Trong cái này mình để mình làm mà thiếu mất một bước là mình chọn cái relationship nó sẽ là Regis đây. Mình sẽ edit lại nó chỗ này. Ok. Vậy là đã xong cái phần to define attribute này. Chúng ta sẽ share nó lại. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ deploy chain view chương trình. Thì sau khi chúng ta deploy và view xong cái kia thì sau khi chúng ta deploy the chain, view the chain đã xong thì chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần modifying the product dimension này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở cái data advanced view 2012 data sub view lên bằng cách double click chuột vào cái Advanced Tool 2012 data subfield này. Đây, data subfield này chúng ta sẽ double click chuột vào đây. Tiếp theo đó là trong cái bảng product của cái ở bottom diagram pane này, chúng ta sẽ click chuột phải vào cái product và chọn new name column này.
Thì cái bảng product ở trong cái diagram table này chúng ta sẽ click chuột phải vô đây, vô cái product này, chúng ta chọn new name calculus này. Thì ở phần calculus name này chúng ta sẽ có kiểu là product line name này, mình sẽ copy từ đây paste vô đây. Còn cái phần expression này thì mình sẽ copy cái đoạn code này vô. Ok. Sau đó chúng ta sẽ save lại file, save. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần modifying the name column property of an attribute này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ click double của chuột vào cái product trong cái dimension. Dimension product double click chuột vào đây. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi cái thuộc tính name column với lại thay đổi cái thuộc tính name column này trong cái product line này. Đây mình sẽ làm đây. Trong cái product line mình sẽ click chuột phải property này auto 2 thì nó sẽ hiện ra cái bảng chữ auto 2 này, product line này. Thì chúng ta sẽ tìm đến cái name column. Name column đây, ta sẽ click đây. Thì trong này cho cái số column này nó sẽ hiện thị các cái field này ra cho mình xem. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái product line name này. Product line name. Đây, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ok. Sau đó tiếp tục ở cái phần cái attribute pane này, chúng ta sẽ select cái product cây và chỉnh cái name column cho nó. Và chọn cho cái trong cái sụt column chúng ta sẽ chọn elix product name. Product name column. Chúng ta sẽ chọn cho nó phần English product name này. Ok. Và chúng ta sẽ đổi tên luôn cho cái name này. Ở cái phần name chúng ta sẽ đổi tên nó thành group name này. Ok. Chúng ta vào file sale nào. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến tạo cái phần greeting hierarchy này, y như cái phần ở bên trên thôi. Thì mình sẽ kéo từ cái product line, từ cái attribute sang bên cái hai hierarchy này. Đây mình sẽ làm kéo từ cái product line từ bên cái attribute này sang bên cái hierarchy này. Thì như các bạn đã thấy là nó sẽ hiển thị ở đây. Tiếp theo là mình sẽ kéo cái cột model name này, kéo vô cái phần new level ngay cái bảng mà ở cái bảng mà hierarchy mình vừa kéo vô á. Thì mình sẽ kéo cho các bạn xem phần model name đây. Thì mình sẽ kéo vô và mình thả nó vào cái phần new level mới này, thì nó sẽ nằm trong một cái bảng mà nó sẽ theo cấp độ 1 2 này, 1 2. Tiếp theo là chúng ta kéo cái product name vô, tương tự chúng ta sẽ kéo các product name. Product name. Đây. Kéo vào đây.
và sau đó chúng ta sẽ đổi tên cho cái Hanachi này, mình sẽ copy cái tên này lại, đổi tên cho nó thành như vậy. Click chuột phải vào đây, rename, đổi tên cho nó. Ok, sau đó chúng ta file save lại. Tiếp tới chúng ta sẽ tới cái phần là specify in folder name and old member name này. Thì trong các thẻ attribute name chúng ta sẽ cần giữ phím control và click chọn các cái field này. Class, color, document, manufacturer. Class, color, document. Ui, on được on. Stay stop level. Stay stop level. Size siren. Style way. Sau đó chúng ta sẽ click chuột phải và chọn cái thuộc tính attribute 2 này là điền cho nó là stocking. Đây mình sẽ copy stocking lại. Click chuột phải và cái attribute hierarchy display folder thì mình sẽ nó là stocking. Ok. Tiếp theo là các cái thuộc tính delete price, delete price standard code, mình sẽ đổi cái thuộc tính attribute hierarchy display folder bằng cái phenol này. Mình sẽ copy cái này lại trước, copy sang bên đây, mình sẽ giữ chuột và chọn các standard cost đây, và cái thuộc tính display folder này thì mình sẽ gán cho nó giá trị là final seal, final seal. Ok, tiếp nữa là chúng ta sẽ chọn các cái cột field là end date, start date, status và hiển thị cái giá trị history, điền cái giá trị history vào cái thuộc tính này attribute hierarchy display folder. End date, start date, status, history. Ok, và đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào cái product model line này ở cái pen hai chi, sau đó chúng ta sẽ đổi cái thuộc tính on member name này thành cái order. Đây chúng ta sẽ đổi, chúng ta copy lại cái này, set product model line. Đây, mình sẽ click play. Thì cái attribute on member name này, attribute on member name đây, mình sẽ thuộc tính attribute on MDM này, mình sẽ điền cho nó thông tin là on product này. Ok, và chúng ta sẽ on lại file, sẽ on. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần defining attribute relationship. Ở cái to define attribute relationship này thì ở cái dimension design này chúng ta sẽ click vào cái attribute relationship tab này. Đây, như các bạn đã thấy những cái bước trước mình làm là mình sẽ click vào cái attribute relationship này thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn là các bạn như này.
Sau đó chúng ta sẽ click chuột phải vào cái model name and new attribute relationship. New attribute relationship. Thì trong cái attribute này mình sẽ chọn là model name, còn trong cái relay này mình sẽ chọn product line. Model name và trong cái phần relay này mình sẽ chọn là model line. Product line. Rồi. Rồi tiếp đến cái phần relationship là mình sẽ chọn là flexible này. Flexible. Ok. Và chúng ta file SEO nó lại. Bước tiếp theo là mình sẽ review product dimension chain này. Sau khi review cái product dimension chain xong, chúng ta sẽ đến tiếp cái phần modify the day dimension. Tiếp theo chúng ta sẽ double click chuột vô cái data view trong cái folder insulation này. Và ở trong cái table name á, trong cái pen table thì chúng ta sẽ chọn click chuột phải vô cái table name và chọn new name calculation này. Thì trong đây chúng ta sẽ bắt đầu làm là chọn double click chuột vô cái data set view này. Thì ở trong cái table này thì chúng ta sẽ click chuột vô cái bảng đây. New name calculator. Sau đó chúng ta sẽ copy cái column name box này là cái kiểu symbol data này. Mình sẽ copy lại. Để lên đây. Và cái phần experience port thì mình sẽ copy lại, copy cái này này, phần code này copy và paste vô đây, sau đó ok. Thì sau khi chúng ta đã chèn trong cái đoạn new new name calculation thì trong cái bảng đây thì nó sẽ hiện là cái symbol đây đây như các bạn đã thấy ở đây. Sau đó chúng ta sẽ vào file save lại. Rồi giờ tiếp theo chúng ta sẽ xem cơ sở dữ liệu. Click cho file ở đây, export data. Thì cơ sở dữ liệu cho chúng ta sẽ thấy cái phần symbol day đây. Nó sẽ add cái tháng ngày năm ở đây. Nó sẽ lấy các ngày tháng năm dữ liệu của chúng ta đây. Tiếp theo đến phần using the name calculation for member name này. Thì ở phần ô phần dimension designer mở, chúng ta sẽ mở cái dimension designer của cái data dimension SQL data tool này lên. Chúng ta sẽ double click chuột vào cái đây dimension trong cái solution explorer này. Đây, chúng ta sẽ click chuột vào customer này. Dimension structure thì cái bảng ra nó sẽ hiện lên như thế này.
đây click, chúng ta sẽ double click chuột vào đây, trong phần dimension này nó sẽ hiện lên cho chúng ta là như này. Sau đó tương tự với các bước trước ta đã làm á, thì chúng ta sẽ chọn một cái field, chọn một cái field ở đây là cái field click vào name volume, click vào data cây. Trong cái field data cây này thì chúng ta sẽ tìm đến cái name volume đây, chúng ta sẽ click vào cái ô vuông này và sẽ chọn trong các cái field ở cái show column này. Và ở trong này thì mình sẽ phải chọn là cái simple data, mình sẽ chọn simple data đây, làm như này, chúng ta sẽ click vào ok và ra file save lại save. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái phần using the name calculation form member name này. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo mới create a hierarchy. Thì trong cái dimension struct này, ở cái của cái design for the day dimension này, thì các bạn sẽ kéo cái calendar year vô trong từ cái attribute này sang cái hierarchy này. Mình sẽ kéo vô calendar year đây, kéo vô thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra một cái và cái table, như một cái table mới trong cái hierarchy này. Tiếp theo là chúng ta sẽ kéo cái calendar semester này vô ngay phía dưới phần vô phần calendar year mình vừa mới kéo bên trên đó, ở phần phía dưới phần mới mình sẽ kéo calendar semester vô ngay phía dưới new level như các bạn đã thấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ kéo calendar quarter vô, calendar quarter đây, kéo vô phần new level đây. Elite Month Name tương tự như vậy, chúng ta sẽ kéo cái Elite Month Name với data key vô. Sau đó chúng ta sẽ click và đổi tên cho cái tên này là thành calendar đây này, mình sẽ copy cái tên này vô để đỡ phải đánh nhiều, click chuột phải rename ok. Sau đó chúng ta sẽ click chuột phải vô calendar day ở hierarchy, rename nó thành Enigma name. Vậy là chúng ta trong cái calendar đây này thì chúng ta sẽ rename cái Enigma name này thành calendar month. Đây mình sẽ Enigma name click chuột phải rename thành calendar month. Và mình rename cái data key này thành đây. Các bạn thấy cái mình sẽ đổi tên lại thành đây. Ok. Sau đó chúng ta sẽ delete cái full name key attribute trong cái attribute này. Delete full, mình sẽ delete cái này đi, click chuột phải delete ok. Sau đó chúng ta sẽ file save on lại
Tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần define attribute relationship này. Thì ở cái phần dimension design của cái đây dimension này, chúng ta sẽ click vào cái attribute relationship này. Đây, chúng ta sẽ click vào cái tab attribute relationship, thì trong này nó sẽ hiện lên các cái field, các cái cột như thế này. Xong rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ click chuột phải vô cái English name và chọn cho nó new attribute relationship này. Sau khi click chọn xong thì nó sẽ hiện lên một cái hộp hội thoại, và chúng ta sẽ chọn cái English name vào trong cái sụt attribute này và cái calendar quarter vào cái relay attribute này. English name new attribute relation, cái này mình sẽ chọn là calendar quarter. Ở cái phần relationship tiếp này mình sẽ chọn là regex. Đây mình sẽ chọn regex cho nó. Ok. Tiếp theo là đến phần click chuột phải của cái calendar quarter này. Mình cũng làm tương tự. Rồi chọn trong cái phần sort attribute của cái hội thoại đó là calendar quarter, calendar semester. Quarter new regex. Ok. Tương tự như vậy là cũng làm với cái calendar semester. New. Cái này sẽ chọn là calendar year. Regex. Ok. Sau chúng ta file save lại. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần providing unequal dimension member name này. Thì chúng ta sẽ chuyển sang cái advanced của Dedup 2012 dataset view này bằng cách là double chuột vô cái phần này. Đây là một cách là double advanced work để về Dedup 2012 của phần data view này. Thì cái giao diện nó hiện ra sẽ là như thế này. Sau đó trong cái pen table chúng ta sẽ click chuột phải vào cái đây, chọn new name calculation. Đây new name calculation, thì trong này chúng ta sẽ có trong cái column name này chúng ta sẽ gõ cái mân name này vào. Sau đó trong cái phần experience port experience expression này chúng ta sẽ copy cái đoạn code này vô. Chuyển về phát đây. Ok. Thì khi mà chúng ta mở cái cột đây này ra, sau khi chúng ta expand cái data, cái table data ra, thì cái mân name mà chúng ta vừa mới làm là nó hiển thị ở đây. Sau đó chúng ta tiếp tục click chuột phải vô đây, vô cái table đây này, new name calculation. Và ở cái column name này á, thì chúng ta sẽ gõ là calendar quarter này, copy vào đây. Và cái phần expression này chúng ta sẽ copy cái đoạn code này vô, copy đoạn code vô đây. Ok. Thì sau khi chúng ta làm xong thì cái calendar quarter date này nó sẽ hiển thị ngay đây. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tạo tiếp. Tương tự chúng ta sẽ tạo tiếp. Click chuột phải vào cái đây này, new đây. Trong cái column name này
chúng ta sẽ điền một cái calendar semester date này. Ở phần code thì chúng ta sẽ copy cái đoạn này vô. Ok. Thì ngay cái đoạn này nó sẽ hiển thị ngay đây luôn. Rồi chúng ta vào file, save lại. Sau đó tiếp theo chúng ta sẽ đến phần defining compost size k column and setting the name column. Chúng ta sẽ mở cái phần dimension, mở cái cột đây này lên. Và đến cái phần dimension struct này. Chúng ta sẽ click vào cái enigma name này và chọn thuộc tính cái column cho nó. Enigma name thuộc tính cái column cho nó, kéo xuống đây. Và chúng ta sẽ chọn cho nó là cột calendar year này. Calendar year. Ấn vào cái mũi tên đây. Ok. Và cái thuộc tính name column này chúng ta sẽ chọn là month name. Chúng ta sẽ kéo xuống phần name column này. Đây. Và chúng ta sẽ select cái cột month name này. Month name. Ok. File chúng ta xem còn lại. Tiếp theo là đến phần to define compost k column for the calendar quarter attribute này. Lần này chúng ta sẽ làm tương tự như cái thuộc tính enigma name và sẽ thay đổi các thuộc tính trong k name và name column này. Calendar quarter cây column. Trong phần cây column này thì chúng ta sẽ chọn là calendar year. Calendar year. Đây, ấn mũi tên đây. Ok. Ở cái phần cây column này thì chúng ta sẽ chọn là calendar year. Đây, ok. Và đến name column này chúng ta sẽ select cái calendar quarter date này. Calendar quarter date. Đây, ok. File, save lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến phần calendar semester này. Calendar semester name column. Thì trong phần name column này chúng ta sẽ select là cái con calendar year này.
Khơi khô luôn chứ. Cái đó làm chứng khoán mà. Khơi khô luôn. K lên đại diện. Chúng ta sẽ chọn cái field là K lên đại diện. Đây. Mình lên của bên ngoài gì đâu. Và ở cái phần name column này. Nói chung chẳng biết cái kia gõ lệnh cho nó ra. Không. Chúng ta sẽ chọn là cái cái cột name column là chúng Chả ta biết sẽ cái chọn gì cái vậy là cái gì làm. calendar semester calendar semester date. Ok. Em phải nói mà. File, save lại. Mới chiều qua xong. Sau đó chúng ta sẽ Mới deploy. được các bạn.